Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai với đạo Phật. Vì nhớ cái pháp môn niệm Phật này, chúng ta muốn một đời này thành tựu, chỗ quan trọng nhất đó là gây dựng tính nguyện kiên định. Khi tính nguyện của mình kiên cố rồi thì mình không có bị dao động tâm khi mình nghe người này nói này, người kia nói khác. Nên tổ sư nói rằng là niệm Phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không. Nên cái bài học tập của chúng ta quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, đó là tính nguyện đó quý vị. Quyết chí một đời này vãng sanh cực lạc quốc thì một câu Phật hiệu này là mình quyết chí đấy quý vị. Đó là tính nguyện. Nên nhiều người chỉ niệm được 1 hay 5 hoặc dài 3 tháng gì đó thì bắt đầu nghe cái này, nghe kia, nghe nọ thì dao động tâm. Có nghĩa là nó đã gián đoạn niệm Phật. Nên nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà nêu lên tiêu chuẩn giảng sanh rằng là chí tâm tinh ưa. Đó là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Tinh ưa quý vị, thích. Khi cuối cuộc đời chỉ cần niệm từ 1 niệm cho đến 10 niệm thôi. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng khi cuối cuộc đời bạn niệm được 1-2 niệm thôi là bạn đã được giáng sanh rồi. Đây là tính vào tính nguyện. Còn nếu như công phu thì sâu hay cạn tính vào phẩm vị của bạn. Cái này quan trọng. Mà cái đầu tiên là quyết định cái việc giáng sanh của bạn. Nếu như bạn gây dựng tính nguyện mà chưa có công phu gì, niệm dài có Phật hiệu này, Phật ấy là dẫn rước bạn giáng sanh hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà phải có lòng tin quý vị ơi. Có nghĩa là lòng tin cực kỳ kiên định, không bị dao động tâm. Còn nếu như hôm nay nghe này, ngày mai nghe nọ, ngày mốt nghe kia thì đổi hoài, thay đổi hoài luôn. Nghe là không hành trì thay đổi hoài luôn là mình thất bại liền. Thí dụ như giờ mỗi ngày mình dụng công mình niệm Phật lễ Phật gì đi, mình thấy rõ ràng an lạc. Nhưng mà mình nghe ai nói rằng bây giờ niệm Phật lễ Phật không chưa đủ, là mình nghe cái là mình dao động cái tâm mình, là mình phân vân liền, mình vô mình tu, mình không thấy an lạc nữa gì sao? Vì người ta nói rằng bây giờ niệm Phật lễ Phật không chưa đủ. Mà trong khi mình niệm Phật lễ Phật mình đã được an lạc lợi ích rồi, vì mình nghe ai nói gì cái tự nhiên mình niệm Phật lễ Phật không an lạc nữa. Nên không khéo thì tự nhiên cái lời nói đó làm cho mình bị ảnh hưởng. Trong khi người ta đang tu an lạc, nhưng mà tự nhiên nói cái người ta tu không còn an lạc nữa. Nên cái câu nói rằng thà làm động nước ngàn sông chứ đừng nên động tâm người tu niệm. Khi người ta đã niệm Phật lễ Phật an lạc gì, thấy không? Nên mình cái tính nguyện mà kiên định rồi, mình sẽ biết được cái sự lợi ích của mình niệm Phật gì. Mình sẽ không bị dao động tâm, mình cũng không muốn nghe thêm nhiều ít gì nữa. Mình mỗi ngày cứ thúc đẩy cái chuyện niệm Phật lễ Phật của mình cho tốt. Có khi ta đi vòng vo tâm quá, cuối cùng ta trở lại hướng của mình, là mình đã đi đường đoạn đường xa. Nhưng Đức nói con đường này cứ đi dài đi quý vị, cứ đi lâu dài đi. Khi đi lâu dài rồi chắc chắn 100%. Những người đi lang thang khắp nơi nơi cuối cùng nhìn lại quý vị. Quý vị biết rằng cái thời gian mà mười mấy năm nay những Đức niệm Phật ở đậu tràng đồ này kia, hồi đó những Đức gặp nhiều người lắm. Trong thời gian mười mấy năm đó rất nhiều người họ thay đổi tứ tung lang thang. Rồi cuối cùng họ quay lại họ thấy mình, họ nói ủa cũng là như vậy nữa. Những Đức nói không như vậy chứ thì sao. Chứ chưa giảng sanh mà không như vậy thì sao được. Chưa về cực lạc mà bây giờ cứ niệm Phật thôi. Tại vì mục tiêu là Đức Phật này nói rằng là niệm danh hiệu ta tiếp dẫn. Thì bây giờ mình cứ niệm danh hiệu Phật thôi. Mình chưa về cực lạc mình thay đổi gì vậy. Nên mình chưa có về tới giới cực lạc thì mình có nương vào ai với đạo Phật đi. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng bạn muốn học cái gì về thế giới cực lạc đó học. Bây giờ ở đây tạm gác lại qua bên đi. Để niệm Phật thôi. Muốn học cái gì về thế giới cực lạc học. Rồi xong ngài nói lại một câu rằng nếu khi bạn về thế giới cực lạc
thì lúc đó bạn sẽ biết rằng niệm một câu Phật hiệu thì càng mau thành Phật. Niệm Phật để làm Phật quý vị. Niệm Phật để làm Phật. Nghĩa là niệm Phật để coi hành động của Phật, để làm giống Phật. Cuối cùng thành Phật. Thành là giống hệt Phật nên thành Phật. Nguyên lý nó gì đấy vậy? Thí dụ như mình thấy một người này có đạo đức, làm việc tốt này kia, mình nhìn người này mình ngưỡng mộ, mình làm theo, mình giống hệt người này luôn. Cái niệm Phật nó không có mê tín chút nào. Vì nghe câu này vì thấy nó không mê tín chút nào chứ. Quý vị thấy người này may đồ, vì thích may đồ quá, vì học may đồ của người này. Người này nhiệt tình chỉ vị may đồ, quý vị nhiệt tình học. Cuối cùng quý vị ra nghề may y gan người này. Người này họ là thợ may đồ, quý vị là người nhìn thợ may đồ, học theo thợ may đồ. Cuối cùng quý vị ra nghề, quý vị cũng là thợ may đồ. Thì Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp cũng như chúng ta, Ngài nhìn các vị Phật, rồi Ngài học các vị Phật, rồi cuối cùng Ngài làm giống các vị Phật, rồi Ngài thành Phật. Quý vị có niệm Phật đâu có mê tín chút nào đâu quý vị. Thí dụ như bây giờ Đức Phật là tròn vẹn hiếu với cha mẹ. Việc này thì chắc chắn ai cũng phải công nhận Đức Phật tròn hiếu với cha mẹ. Bản thân mình nhìn Phật để bản thân mình xem lại mình đối với cha mẹ hay sao, để bản thân mình hiếu với cha mẹ, thấy không? Chắc chắn là Đức Phật là tròn đạo nghĩa với thầy. Bản thân mình chưa tròn đạo nghĩa với thầy, mình phải nhìn Phật, niệm Phật để bản thân mình làm sao cố gắng để tròn đạo nghĩa với thầy. Đức Phật sống có tình có nghĩa với bạn bè anh em. Chúng ta xem lại mình coi đối với bạn bè anh em như thế nào, để mình học Phật, để mình làm cái chuyện đối với bạn bè anh em cho đàng hoàng. Đức Phật niệm niệm gì chúng sanh, bản thân mình niệm Phật, coi bản thân mình niệm niệm gì ai, để rồi nhờ tấm gương của Phật mà soi chiếu tâm mình, để mở tâm lượng lớn ra để niệm niệm gì chúng sanh. Có nghĩa là niệm Phật quý vị thấy không có một chút gì mà mê hoặc điên đảo chứ. Mà niệm Phật là niệm cái hành động tốt đẹp, để bản thân mình học theo cái hành động tốt đẹp đó. Nó rất là rõ ràng luôn. Rồi Đức Phật là nói lời chân thật ngữ. Thì bây giờ mình niệm Phật, mình nhìn thấy mình còn nói nhiều lời giả dối quá. Bản thân mình nhờ cái sự tốt đẹp của Phật mà soi gọi mình để mình nói lời chân thật ngữ. Nghĩa là mình là phàm phu quý vị. Mình niệm Phật để nhờ tấm gương của Phật để soi chiếu mình, để bản thân mình sửa đổi lỗi lầm, để mình hoàn chỉnh, mình tốt, mình học Phật là học như vậy đó. Quý vị thấy, niệm Phật không có chút gì mê hoặc điên đảo cả. Nó thì giống như bây giờ người nào tốt, mình nhìn theo mình học. Mình học để mình mong mình muốn làm người tốt giống vậy đó. Vậy thôi. Đó, nên từ nơi đó mà thế giới cực lạc là một trường học đặc biệt. Thấy không? Mà Đức Phật A Di Đà là một thầy giáo quá gương mẫu. Nên khi mình về thế giới cực lạc, mình vào trường học của Đức Phật A Di Đà, thì vào trường học này là khi mình ra trường là mình y gan Phật A Di Đà luôn. Mình y gan Phật A Di Đà luôn. Vô trường học này là y gan Phật A Di Đà. Có nghĩa là khi mình đã vào trường học của A Di Đà Phật là khi mình đã ra trường là bản thân mình là y gan A Di Đà Phật. Đặc biệt vậy đó quý vị. Nè. Còn mình ở thế gian này, mình vào trường học, có khi mình ra trường bản thân mình không biết giống ai nữa. Không? Nó tứ tung lang thang, thấy chưa? Nên mới nói là cái trường học của Đức Phật A Di Đà chúng ta phải về. Chúng ta về cái trường học đó để tiếp tục học làm Phật. Thấy không? Tiếp tục học làm Phật đó. Nên mình bây giờ mình phải gây dựng tín nguyện rất là kiên định. Nếu như mình mà không gây dựng tín nguyện kiên định, mình sẽ bị nhiều phương hướng quay tới quay lui dẫn dắt mình tứ tung lăng tán. Vì nó quá nhiều. Nhiều sáng thì Đức nói một câu nói rằng cái pháp môn niệm Phật này không phải vì bị kêu người này hướng dẫn ta niệm Phật đi. Mình nghĩ nhiều người hướng dẫn ta niệm Phật sẽ được lợi ích. Có khi chưa chắc. Có khi chưa chắc nha quý vị. Vì khi hướng dẫn người ta niệm Phật là người này phải niệm Phật. Người này phải niệm Phật.
Thí dụ như bây giờ quý vị là người dạy người ta may đồ. Nếu như quý vị là người không biết may đồ, sao dạy người ta may đồ? Vì công nhận quý vị. Nên cái người mà hướng dẫn người ta niệm Phật là người này phải niệm Phật nhiều hơn những người mà mình hướng dẫn người ta, thì mình mới biết cách để mình hướng dẫn người ta niệm Phật. Đây là rất rõ ràng luôn, cực kỳ xác thực luôn đó. Nhưng bây giờ thầy giáo dạy học, dạy chúng ta niệm Phật, họ lại không niệm Phật, họ không dụng công tu, vậy họ lấy cái gì để dạy mình niệm Phật? Họ lấy gì để dạy mình niệm Phật đây? Bây giờ chúng ta ở đây mà quý vị coi, quý vị muốn làm cô giáo người ta thì quý vị phải là có bằng cấp sư phạm cô giáo làm sao đó quý vị mới dạy người ta học chứ. Thì coi phải rõ ràng chuyện này không? Còn quý vị muốn dạy người ta trồng cây thì quý vị phải là cao thủ trồng cây, quý vị mới dạy người ta trồng cây chứ. Thấy không? Đó. Thí dụ như quý vị muốn dạy người ta đẻ thì quý vị phải là cao thủ đẻ rồi. Thì mới dạy người ta đẻ chứ. Có nghĩa là tất cả những gì quý vị muốn dạy người ta là quý vị phải trải nghiệm hơn người ta, quý vị mới dạy người ta được. À, thí dụ như quý vị nói chuyện tình yêu cao thủ, quý vị phải là yêu cao thủ, quý vị đã từng lên bờ xuống ruộng vì yêu đương thì quý vị lúc đó mới có thể có kinh nghiệm vào tình yêu, đúng không? Đó, có nghĩa là quý vị bây giờ khôn, quý vị đã từng vấp ngã rất nhiều lần trong cuộc đời quý vị, mà đứng lên được quý vị mới là kẻ khôn, là người có kinh nghiệm để dạy người khác hãy đứng lên, vì tôi cũng đã từng bị vấp ngã đó. Còn nếu như bây giờ một cái người này non trong mà chưa bao giờ được một cái gì được trải nghiệm trong cuộc đời, cũng niệm Phật cũng không niệm luôn, chỉ đọc một hai đoạn sách thôi thì hướng dẫn mình niệm Phật, họ lấy cái gì để mà dạy chúng ta niệm Phật đây? Họ lấy cái vốn gì để dạy chúng ta niệm Phật? Họ chỉ lý luận suông thôi, họ chỉ lý luận suông. Cũng như một cái bánh vẽ vì không thể nào ăn no được quý vị. Bánh vẽ sao ăn no? Ví dụ như cầm cái viết lên vẽ ra cái bánh kêu vị ăn đi, ăn sao được? Sao mà ăn đây? Nó phải là cái bánh chính đôi tay mình làm, dù cái bánh nó không được ngon cũng ăn được, hoặc là cái bánh nhìn xấu xí cũng ăn được, nhưng mà có cái bánh là ăn được. Nhưng mà chỉ là cầm cái viết lên vẽ cái bánh kêu mình ăn đi thì không bao giờ chúng ta ăn được. Thì phải nhớ kỹ điều này. Nên mình phải nhận thức được sâu sắc cái việc con người hướng dẫn mình họ phải hành gì. Nên những đức từng nói với quý vị một quyển sách, nếu như quyển sách này toàn bộ là viết sự thành công thì quyển sách này không nên coi, mà quyển sách này nó phải viết của những công đoạn thất bại rồi mới đi đến thành công. Những đức tin chắc 100% mỗi một con người chúng ta ngồi trong đây, ai trong chúng ta cũng đã từng bị thất bại, và ai trong chúng ta cũng từng sai. Và thời gian trải nghiệm đó chúng ta đã đứng lên được, và chúng ta đã kinh nghiệm trong những điều chúng ta đã sai, nên chúng ta mới có thể dạy con cháu của mình và học trò của mình. Nên có người hỏi những đức, thầy làm sai thầy có mắc cỡ hay không? Những đức nói ai mà không làm sai mà mắc cỡ. Cái dũng khí nhất của con người là bạn dám đối diện với cái sai mà bạn đứng lên mới là thật sự kẻ dũng. Quý vị có cười những đứa không quý vị? Chúng ta là cùng cảnh ngộ mà cười nhau làm gì? Tại vì sao? Trong chúng ta ai dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi không sai không? Đi cười người khác. Yeah. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái sai, mà cái quan trọng chúng ta có đứng lên hay không mới là quan trọng. Nên quý vị hỏi lại những đức, bản thân những đức hướng dẫn bao nhiêu con người, những đức làm sai những đức có hổ thẹn hay không? Có hổ thẹn để đứng lên ngay hổ thẹn, lấy cái hổ thẹn để vượt lên chính mình, để cho tất cả những người sau này khi họ có bất cứ một cái sai gì, bản thân mình nói với họ tôi còn sai hơn ông, tôi còn được nhiều người cho tôi cơ hội như vậy. Thì ông hỏi rằng vì sao làm sai như vậy mà người ta cho cơ hội? Vì tôi đứng lên nên người ta mới cho tôi cơ hội. Nếu như tôi nằm y đó, ai cho tôi cơ hội? Tôi phải đứng lên người ta mới cho tôi cơ hội.
Nên bạn lỡ làm sai, bạn phải đứng lên, vì bạn còn hơi thở, bạn còn sống là bạn còn cơ hội. Bạn chỉ cần chân thật đứng lên, người ta sẽ cho bạn cơ hội. Phải nhớ kỹ điều này. Nên mỗi một con người chúng ta còn sống là còn cơ hội. Dù sống ở bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng đều có cơ hội để làm Phật. Chỉ cần chúng ta có phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật là gì? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A là vô, di-đà là lượng, Phật là giác. Chúng ta quá mê hoặc điên đảo để mình niệm A-di-đà Phật, để giác ngộ cái tâm mình, để nhờ cái tấm gương của Phật mà soi gọi vô tâm mình, để bản thân mình tỉnh ngộ. Đây là cái rất là quan trọng. Nên mình sân si, mình tham lam, mình phiền não, thì mình niệm A-di-đà Phật để soi gọi vào cái tâm tham sân si của mình, để sáng ra, để mình đừng nên làm cái việc lỗ vốn này. Niệm A-di-đà Phật là một việc làm rất hay, một việc làm rất trí tuệ, và một việc làm mà cảnh tỉnh chúng ta rất cao độ. Cảnh tỉnh mình rất cao độ. Dù mình sân si, mình cũng phải niệm A-di-đà Phật. Dù mình lỡ tham lam, mình cũng niệm A-di-đà Phật. Dù mình lỡ như thế nào, mình cũng niệm A-di-đà Phật để quay lại. Để quay lại. Quay lại thì chúng ta còn cơ hội. Quay lại thì còn có cơ hội. Nên những đức nói cho vị nghe, học Phật, thần tượng một người nào và cung kính một người nào là khác. Thần tượng và cung kính là khác. Vì nhớ kỹ nghe quý vị. Thí dụ như bây giờ quý vị thần tượng một ca sĩ, đó là sự ngưỡng mộ theo cái thích của mình. Nên ngưỡng mộ thần tượng đó rồi trở mặt với đó. Nên những người học Phật mà thần tượng một người nào thì chưa phải là thật sự cung kính. Cung kính thì nhất định quý vị sẽ biết cảm ơn. Thần tượng quý vị sẽ chưa chắc cảm ơn. Thần tượng là quý vị đang chạy theo một hình tướng. Mà chạy theo một hình tướng chỉ cần một cái gì thôi là quý vị sẽ đổ vỡ cái tâm quý vị liền. Đó gọi là thần tượng. Nên người học Phật mà thần tượng thì người này thật sự không biết gì là học Phật cả. Chỉ thích chạy theo hình tướng, chạy theo. Còn cung kính là gì? Quý vị được trải nghiệm. Cung kính là gì? Trải nghiệm sự khổ đau đó, quý vị đã được nhờ sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ này giúp cho quý vị không còn khổ nữa. Thí dụ như quý vị qua một cái cầu, quý vị qua không được, người ta đã dùng bao nhiêu phương tiện, quý vị, người ta dẫn quý vị qua cầu, quý vị cực kỳ cung kính và cảm ơn người này khi dẫn quý vị qua cầu. Nếu không có người này, mình sẽ ngớt xuống sông, mình chìm luôn, mình chết luôn. Nên người ta dẫn mình qua cầu, mình cung kính cảm ơn người ta. Cung kính thì mới cảm ơn. Thần tượng không cảm ơn, thần tượng sẽ quay là hận thù. Vì thần tượng là mù quáng. Nhớ kỹ câu thần tượng là mù quáng, cung kính mới cảm ơn. Câu này quan trọng, cực kỳ quan trọng, thấy không? Nên tất cả những người học Phật mà nói với họ thần tượng một người nào là giả. Đó, là giả. Thí dụ như quý vị nhìn vào pho tượng Phật, tượng Phật là giả. Nhớ kỹ nghe. Mà trong cái tượng Phật đó là cái tư tưởng của Phật á, mình nhìn vào Phật là cái tư tưởng của Phật á, mới là thật. Nhìn vào pho tượng Phật, cái tư tưởng của Phật mới là thật. Còn tượng Phật là có khi cũ và hư và hoại, nên tượng Phật có thể sẽ hoại. Nhưng tư tưởng của Phật đã đặt vào tâm thì nó mới sanh ra cung kính và cảm ơn. Đó. Nên từ nơi đó, thí dụ người ta quý một người nào, quý vị quý những đức đi, quý vị làm ra pho tượng của những đức đi, chưa chắc. Chưa chắc. Vì những đức chưa phải là bậc đại giác ngộ. Quý vị có thể thích những đức quá, làm một pho tượng của những đức, rồi một ngày nào quý vị không thích những đức, quý vị đặt pho tượng những đức hả? Nên đó gọi là thần tượng mù quáng. Còn nếu như quý vị được giúp đỡ và cung kính và cảm ơn, nó mới đi vào thật sự là không bị thất vọng. Không bị thất vọng, nhớ nghe. Còn thần tượng là rất nhiều người bị hụt hẳn và đau khổ. Vì thấy không?
Như một ca sĩ nào cực kỳ nổi tiếng, khi bị một cái gì, một số fan hâm mộ của người ta sẽ bị hút hẳn và muốn kết liễu cuộc đời chết luôn. Đó gọi là hướng đến một cái thần tượng không phải giải thoát. Nên người học Phật mà nói rằng là thần tượng thì quý vị nghĩ người này tiêu rồi. Cái này học Phật tiêu rồi. Mình phải cảm giác được sự cảm ơn. Cảm ơn là gì? Người ta giúp đỡ mình một phương pháp tu, người ta hướng mình một tư tưởng giải thoát á. Mình chỉ có cảm ơn chỗ đó thôi. Còn họ thể hiện trong mọi hoàn cảnh gì, đó là chuyện của họ. Giống như Phật Bồ Tát vẫn thể hiện thuận và nghịch. Nó mới cân bằng lại quý vị. Thể hiện thuận nghịch với cân bằng. Giống như cuộc đời chúng ta đang sống, có bằng ngày thì nó có bằng đêm. Vì đá đổ bằng đêm thì không phù hợp vào hoàn cảnh này. Nếu như bằng ngày hoài, không lẽ quý vị không ngủ? Ngủ một chút nó không đủ giấc, nên quay lại bằng đêm để cho chúng ta có thời gian để mà ngủ nghỉ, để lấy cái bằng ngày để làm việc. Nên người ta lấy 12 giờ đêm, 12 giờ bằng ngày, thí dụ, kết hợp lại thành 24 giờ ngày và đêm. Thì thấy cân bằng chưa? Cân bằng giữa ngày và đêm. Vậy ngày và đêm cũng như là thiện và ác chứ đó quý vị. Thiện và ác nó là hai bên cân bằng lại với nhau. Nên Phật Bồ Tát cũng thể hiện thiện, ác. Bạn không bao giờ nhớ đến những gì người ta đã giúp bạn, mà bạn chỉ nhớ những gì người ta lỡ làm sai. Như vậy thì bạn cảm ơn bằng ngày, không lẽ bạn không cảm ơn bằng đêm sao? Bạn nhìn được bằng ngày rất đẹp của buổi bình minh, bạn không nhìn được bằng đêm có cái đẹp à? Bạn thấy bằng đêm có đẹp không? Có. Vậy bằng đêm đẹp của cái gì? Nhìn lên bầu trời, mặt trăng gọi xuống sáng, nhìn cảnh vật xung quanh như một bức tranh. Nhìn lên bầu trời bao nhiêu vì sao tinh tú, có những ngôi sao lấp lánh vô cùng, mặt trăng gọi sáng vạn vật. Bởi vì bằng đêm vẫn có nhìn được cái đẹp. Bởi vì đi ngắm thành phố đẹp là ngắm giờ nào? Bằng đêm, đúng không? Bằng đêm có cái đẹp của bằng đêm, bằng ngày có cái đẹp của bằng ngày. Nên ngày và đêm biểu pháp cho thiện và ác. Bạn học Phật, bạn đã không nhìn nhận được, bạn không biết cảm ơn, bạn chỉ chạy theo hình thức. Đây là những bài chia sẻ Phật pháp cực kỳ sâu sắc cho bạn nhận thức được. Bạn niệm Phật, bạn tu tập, bạn chỉ cần bị gậy một chút thôi là bạn đã buồn giận hận trách. Tâm bạn đúng là dở quá, tệ quá. Cái người hướng dẫn bạn cũng như là lấy bột để nhồi, nhồi quá trời nhồi luôn, nhồi thiệt là nhồi luôn, nhồi bột đến mức mà gọi là làm ra cái bánh cam. Rồi bánh cam không chưa xong đâu, còn phải bỏ vô cái chảo dầu để chiên đó nữa. Chiên xong chưa xong nữa, còn phải lấy mè gắt lên nữa. Vị thấy không? Quý vị chỉ biết ăn bánh cam mà quý vị không biết được cái người nhồi bột, thấy không? Thì biết ăn bánh cam mà không biết cái người nhồi bột. Cái người nhồi bột, nhồi rất là cực khổ. Ngâm bột, làm ra bột, làm bột đủ thứ cách, làm phải cho dẻo dai như thế nào, rồi làm ra cái bánh cam, rồi xong phải chiên lại làm sao, rồi gắt mè lên làm sao, rồi phải lấy gia vị, đường, đồ chải lên lớp nữa. Thì biết rằng được cái bánh cam này, cái mô hình bánh cam này phải biết bao nhiêu công đoạn đã trải qua chưa. Đó, thì bây giờ quý vị làm bánh cam lúc nào cũng nhồi bột mà. Cuộc đời chúng ta cũng như bị nhồi bột vậy. Trong cuộc đời này muốn niệm Phật giảng sanh, chúng ta bị nhồi tới nhồi lui, bị quay tới quay lui. Nào là bị gạt, nào là bị người ta chửi mắng đánh đập, đủ chuyện như nhồi bột vậy đó. Rồi cuối cùng ra cái bánh cam thì chúng ta mới nhận thức được rằng là phải cam chịu khổ đau, rồi chúng ta mới có được cái bánh cam cho người khác dùng. Con người sống trong cuộc đời, mỗi người đều có sự cam chịu khổ đau, nhưng phải nhờ Phật pháp cho chúng ta nhìn nhận được sự giác ngộ thì mới cam chịu khổ đau, mới ra một mô hình cho bản thân mình bây giờ được nhờ. Mình bây giờ chỉ nhờ thôi, mình bây giờ chỉ hưởng nghe nói gì thôi. Mình không biết người ta đã bị nhồi cỡ nào chưa, mà bây giờ người ta mới ngồi đây ra một mô hình cho mình. Bản thân mình chỉ biết hưởng, xong người ta lỡ nghe bị tai tiếng gì thì mình chỉ biết chửi người ta thôi. Mình không biết người ta khó khăn cỡ nào, bị nhồi bột cỡ nào đâu. Nên tự vị nhận thức đi, hiểu không? Nó, trong cuộc đời cái người hướng dẫn mình từ khi còn nhỏ đến lớn, họ đã bị nhồi cỡ nào chưa? Họ vẫn còn ngồi đây là nếu như họ không kiên định thì họ không biết ở đâu luôn rồi.
Làm gì có người hướng dẫn quý vị bây giờ. Mình chỉ không bao giờ biết cảm ơn đâu. Mình chỉ muốn là thần tượng của mình thôi. Nên những đức khuyên quý vị nên cung kính và cảm ơn đi. Đừng chạy theo hình tượng mù quáng. Phật Pháp nó không phải là hình tượng mù quáng đó quý vị. Nó là thật chất của cái trải nghiệm. Nên niệm Phật cũng vậy. Nên phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật, thì chúng ta sẽ có góc độ cực kỳ sâu sắc. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật.